Hôm nay anh em đã đến nơi đây, xã Sống Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Đấy, tại đây dựng một cái nhà 5 gian với sảnh, một sảnh. Hôm nay là anh em đến bắt đầu công tác chuẩn bị ổn định chỗ ăn chỗ ở, rồi ngày mai là tiến hành dội sắt chỗ trước kia rồi. Đó. Móng đào đây, đào này thôi không phải rằng đâu, đóng ô từng mét mét một đổ móng. Đấy, em thi công nhà sàn nhá, 5 gian với một sảnh ở tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay anh em đến là có 15 anh em, và có hai đội, chia một đội nữa đi vào Thần Xá Võ Nhai Thái Nguyên nữa. Một nhà nữa, cũng nhà 5 gian. Đồ đạc tơi bời đây. Đây, bác chủ xẻ cốt pha về chuẩn bị rồi. Cột sử dụng 12 với 14, dầm chạy 14 với 16. Bác chủ nhà là cho một con 4 chân 12 kg, bác thợ anh em đã chế biến. Xương đây là nhựa mặn đây. Đâu? Nhựa mặn. Nóng hổi nhá. Thời tiết nắng nóng, ăn cho nó đỡ nóng. Ăn để cho mai trời nó mưa rồi. Có bác nào có nhu cầu xây dựng nhà sàn bê tông các kiểu mẫu từ lớn nhỏ, alo cho em nhé. Hoặc các bác có thể tham khảo ở trên YouTube. Kênh của em là Vui Đó Đây, vì hay đi đây đi đó làm nữa. Là em đặt tên kênh như vậy đúng với cái tinh thần mình đi làm. Cột phà, đồ của mình đây, đầu chùm, đầu bé, đầu nghé, đầu to, to nhỏ có hết đây. Nhiều năm trong nghề. Xong công trình này là mùng 6 tháng 6 là em lại khởi công ở Ninh Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chúng em đã làm rất là nhiều những căn nhà sàn bê tông từ lớn nhỏ, từ nhiều những cái mẫu dễ cho đến mẫu khó nha các bác nhé. Với hơn 10 năm kinh nghiệm rồi thì xin nói thật với các bác, chúng em làm thì rất là tự tin, cho nên là các cái công trình mà các bác giao cho thì các bác luôn luôn yên tâm. Các bác là tham khảo thì có tham khảo thêm nhiều mẫu khung lên YouTube Vui Đó Đây thì tham khảo nhé các bác nhé. Và có nhu cầu gì hỏi cái gì thì alo em, cái số điện thoại em để trên phần mô tả, hoặc là check inbox em sẽ trả lời các cái vấn đề các bác quan tâm. Xin giới thiệu cho bác, đây là căn nhà 5 gian mà anh em tôi đã thi công ở tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Đây là căn nhà 5 gian này, cột vành 95 nhé, cột kia là vành 85, chiều cao sàn 3m2.
và chiều cao phần phần trên nhà cái là cũng 3m2, nhà này rất là cao. Còn có một cái sảnh ra đây nữa nhá. Nhà 5 gian nhé, mở gian là 3m. Thực trạng cột đấy các bác. Đấy. Xung quanh là nhà xây hết này, có nặt nằm lọt thỏm nên là anh ấy là thích nhà sàn đó. Sàn 1 là cao bằng tầng 2 của cái nhà xây bên cạnh này, các bác nhìn thấy bên này thế. Vẫn là cái câu nói cũ của em à, đi làm nhà sàn này những cái cây tre cái bương cốt pha như này là nhà chủ là phải sắm mới làm được nhá, có cái xây dựng giáo đấy. Dựng giáo như thế thì mới lên cái từng cây cột này là làm nhà sàn là cực kỳ nhiều công luôn. Đây là phần trên tầng mái. Trèo lên đây thì đây anh em đang làm cột đây nhá. Em đang làm cột đây, nhìn xung quanh là toàn nhà xây rồi. Chưa? Cao chất ngất. Từ cái phần mà ở dưới nền đất mà lên đến đỉnh mái nó cao là 11m nha các bác nhá. Ngày làm thì nắng lắm các bác ạ, tranh thủ là tối một tí cho nó mát, đẩy nhanh tiến độ lên để cho kịp cái ngày đặt nóc cho gia đình mùng 6 tháng 2, ở đó mùng 2 tháng 6 ấy. Lộn mất. Mùng 2 tháng 6. Đây. Một cái cây cột sảnh mới đổ được một đoạn này. Mệt quá các bác, nắng nóng. Các bác nào là quan tâm về cái mẫu nhà sàn bê tông các kiểu, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Để theo dõi những clip, những cái nơi mà em đến làm những cái mẫu mới. Hiện tại là 18:55. Đấy, anh em bắt đầu đổ cái kiểu xó này, phần chóp. Đây các bác, anh em làm được chục ngày rồi, mặc dù trời rất là nắng nóng nhưng mà cũng rất cố gắng đây. Chục ngày rồi được trường này việc rồi, chắc 5 hôm nữa xong. Đó là cái mẫu chuyên đoạn. Thời tiết rất nắng nóng, 38-39 độ.
hôm nay 35-36 độ. Đây anh em đang làm cái sảnh này. Xung quanh là nhà xây nhá, thành phố. Mỗi cái bác chủ nhà này có cái xích nhà sàn này, nằm lọt thỏm giữa xung quanh nhà xây. Khi mà các bác có yêu cầu đi lên thi công thì em sẽ đến và khảo sát cái nền đất trước để đưa ra những cái phương án mà thi công tối ưu nhất, và sau đó là kê vật liệu, dàn giáo rồi các cái thứ cần sắm cho một công trình cho nó phù hợp nhất, không để dư thừa để rồi lãng phí tiền của các bác. Nên làm là luôn luôn bao uy tín rồi thì đạt độ chắc cho các bác sử dụng. Nếu còn nói là làm xong rồi thì tính sau này lại sửa, làm thì mất công lắm nha các bác nhá, một tiền gà hai ba tiền thóc, chịu được đâu cái thời buổi này. Covid tiền khó này. Anh em tôi là cái thời điểm đông nhất là có 26 đến 28 thợ nhá. Toàn là những cái anh em tay nghề rất là thành thạo rồi. Và đã có hơn 10 năm trong nghề. Đây là cái sảnh nhá, cái sảnh này nó rộng, sàn nó sẽ rộng 15 vuông, 15 mét luôn. Cái này không đến cái nó 12 mét. Làm được một bên 7 rồi kia. Bên này mai làm nốt. Nhìn tổng thể đấy, sảnh tồi ra. Nên là lên mái thì nhìn mới biết được. Đấy ông chủ ấy nhờ, ông chủ ở gần cái đội cọ kìa. Đấy, ông chủ đòi làm nhà sàn thế chứ mà lại, bây giờ lên lại bất ngờ với với cái con nhà của mình. Chịu tùa lão. Đấy, ông chủ đòi làm nhà sàn nhưng mà lại không biết được cái nhà sàn như thế nào. Bây giờ mới trèo lên mái mới nhìn mới bất ngờ. Anh em đang đổ cái kiểu số. Toàn tất cả. Lắm cả. Đấy, 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 thôi cả. Thì là có thôi. Bắt cái bạt mày. Nhưng mà vẫn có câu đầu chưa có. Thì ông chủ hôm nay là mới trèo lên đấy. Đây là cái nhà 5 gian, một sảnh trồi lên giữa gian giữa. Có sàn là rộng 12 mét vuông. Hiện tại đang là gần 18 giờ rồi, anh em đang khẩn trương làm. Đây, ông chủ rất là khoái, bất ngờ với cái nhà của mình. Bỏ tiền ra đầu tư thì rất là tháng như nào. Bây giờ mới hình dung ra được cái khung của ông. Là rất là khoái nha, rất là ưng ý với cái mẫu này. Đạt theo đúng yêu cầu như gia chủ mong muốn. Và đây là cái phần đằng sau này, nó do là quỹ đất hẹp cho nên là đón 7 đón có 1 mét thôi. Còn cái phần đằng này là nó rộng ra một chút thì đón là 1 mét rưỡi. Đây cái 7 nó dài hơn. Còn đây là nhà 5 gian này với một sảnh. Anh em đang làm nốt cái sảnh này. Sảnh này có diện tích sàn là 12 mét vuông. Khi lợp lên thì tưởng tượng là cái sảnh nó sẽ như cái mái đó, như cái mái kia. Đây là bây giờ em lên cái phần trên đỉnh chóp, em view cái phần trên cho các bác xem nhé. Đi vào hóa văn thì thôi rồi.
Phần hoa văn thì cũng làm như mọi khi thôi. Có nghe nhất hết. Các bước làm đều rất là kỳ công và tỉ mỉ nha các bác nhá. Làm là phải chất lượng. Mái của cái căn nhà này là làm theo yêu cầu của gia đình. Mình là lấy mái 63. Mái này thì lợp tôn cũng được, lợp ngói cũng không sao. Tôi trực tiếp cùng các anh em tôi đây làm. Đây là những người mà đã đi cùng tôi hàng chục năm qua, chuyên thi công với cái mẫu nhà sàn bê tông. Từ độ khó, to nhỏ, những cái nhà năm gian mà liền bếp rồi thì kết hợp phòng ngủ, rồi thì năm gian có sảnh, rồi thì hai gian hai trái liền bếp, cầu thang lên giữa nhà và bếp. Nói chung là rất nhiều các kiểu mẫu. Có bác nào mà muốn tham khảo đấy, xây dựng cái khung nhà sàn bê tông thì alo em hoặc kết bạn Zalo với em qua cái số điện thoại mà em để trên màn hình. Tư vấn gửi mẫu cho để các bác hiểu kỹ hơn về cái mô hình, cái xây dựng những cái mẫu nhà sàn bê tông. Và đây là một cái mẫu nhà sàn năm gian, là nhà ba gian hai trái đấy, là những cái nhà nó có trái đây, có trái như xuống đây. Thế còn nhà mà nếu mà gọi là năm gian đứng thì nó sẽ không có cái phần trái dốc cái này, mà nó sẽ thẳng đứng cụt nguồn, và cái hàng cột kia là nó sẽ đưa cao lên bằng này, bằng cái chóp này, và nó sẽ giống như lợp lên là nó sẽ cụt như thế kia kìa. Đây là những cái nhà mà gọi là nhà. Đây em dạo qua một lượt cái khung cảnh cho các bác xem nhé. Có các bác nào mà quan tâm về cái mẫu nhà sàn bê tông thì yêu mến cái loại nhà này thì đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất, và cũng như cái mẫu nhà, nhiều cái mẫu nhà mới mà chúng em đang làm, đi làm ở các tỉnh các nơi. Và sau công trình này anh em sẽ lại tiếp tục đi Nho Quan Ninh Bình để tiếp tục thi công một cái nhà sàn bê tông hai gian hai trái. Hiện tại là anh em chúng tôi là thi công cái ngôi nhà này là 15 anh em. Đã làm trong 11 ngày rồi. Và em cũng nhận cả lợp, cả xây chắt hoàn thiện hết nhá. Bóc tách các phần ra để cho nhà chủ nào có thể làm được phần nào thì nhà chủ làm phần đấy, phần nhà chủ yêu cầu cái phần mà bên em làm thì em sẽ làm. Không vướng cái gì cả. Này, bác nào kết những cái mẫu nhà sàn bê tông các kiểu mẫu thì kết bạn ra đăng ký kênh để xem những cái mẫu nhà mới nhất, những video mới nhất mà em đi làm ở các tỉnh nhá. Đấy, hoặc là bác nào có cần nhu cầu xây dựng thì gọi điện thoại hoặc là chat Zalo với em, Facebook em đã để ở trên màn hình video. Và tiếp theo đây là em xuống em review cái phần dầm dưới cho các bác xem. Để cái nhà này nó có một chút cái đặc biệt, thêm bớt một chút chi tiết cho theo yêu cầu của nhà chủ, và nhà chủ cũng yêu cầu mình làm thì chi phí ra cho anh em làm. Bây giờ mình xuống xem một cái bác theo dõi.
Và đây là cái nhà này nhá, cái phần rầm dưới lên cái sàn là 3m2. Và từ cái mặt sàn này lên đến trạm xà là 3m30. Đấy, 3m3. Nhà cũng rất là rộng. Và tổng sàn này có đua lan can 4 xung quanh. Ra cả mặt sàn. Đua ra 80 phân. Tổng chiều dài của cái mái nhà này từ đầu này ra đến đầu kia sẽ dài vào độ 18 mét mấy. Chứ còn cái sàn này là sẽ dài 17 mét 3. Tổng diện tích của cái nhà này là sàn này là rộng 165 mét vuông. Và có xây dựng một cái sảnh ở kia, sảnh kia là 12 mét vuông. Đấy, trong 165 mét vuông thì đã bao gồm cả cái sảnh đó rồi đấy. Và đây nhà chủ có thêm yêu cầu một tí chi tiết này mà phải nói là nhà chủ chịu chi, mình cũng làm. Nó cực kỳ là khó, cũng không phải là hẳn là khó mà nó mất rất là nhiều công để làm. Đó là tất cả những cái một phần. Cái dầm này là chạy cái đầu kia. Đó. Kia. Đấy nhá. Rất là nhiều để trang trí cái phần dưới làm phòng khách. Dầm thì ta chạy dầm 200. Dầm rất là khá là to. Và cái chỗ này là cái chỗ mà đua dài nhất ra để làm xây dựng cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở đây. Đấy. Cái phần này là nhà này là nhà chủ sẽ giải hoàn toàn bằng gỗ nhá. Sàn bằng gỗ và ở dưới là trần bằng gỗ để ở cả trên cả dưới. Thì phần này là phần đổ bê tông để xây dựng cái khu VKC. Em trực tiếp cùng các anh em làm. Bản thân em cũng đã đi làm cũng khá là lâu, cũng hơn chục năm rồi, bọn mẹ cùng các bác, các chú, các anh. Đến nay cũng hơn được từ 2006. Rất là cao, rất là rộng. Em không môi giới, không trung gian gì với ai hết, trực tiếp là trực tiếp thi công. Đây là toàn bộ cái khung cảnh của cái tầng dưới, sàn dưới. Đây là cái cách mà anh em tôi đang làm cái cây cốt pha rồi tới nóc. Rất là kỳ công nha các bác nha. Thank you.
Đây là anh em đang đo cái mái này để tính tôn để còn lợp nhá. Nhà này là bao lợp hết. Đang đo mái. Lợp tôn, loại tôn là 280.000 một mét. Đây là anh em tôi nhận lập tôn nhá, anh em tôi đang đo mái cái tôn để lấy tôn về để lợp cái mái này này. Và cái mái này sẽ có diện tích sử dụng tôn sẽ tầm độ 320 m². Chào tất cả các anh em nhá. Hôm nọ là làm xong rồi nhưng mà chưa được ngày đổ cái nóc, hôm nay là mình lại ra đổ cái nóc đây, làm cái nóc thì sáng mai đổ sớm nha. Đây, hôm nay trời tuy mưa rất vất vả nhưng anh em vẫn cố gắng đến đây sớm và ghép cái nóc để sáng mai được giờ đổ đấy. Sáng mai sẽ đổ từ 5 giờ sáng nha, anh em chắc phải ngủ dậy sớm luôn, khá là vất vả. Đây nha, các bạn có thấy cái nóc dài không? Nhà này là 5 gian 6 vị cột. Có cái sảnh. Ngày mùng 2 đổ cái nóc nha. Bây giờ là thầy với anh ta chủ dựng nhà là đang xin công để lên đổ cái nóc. Đồ đạc thì đã lên ô tô rồi. Tiếng nữa thôi là hướng đến Ninh Bình nha. Xây nhà tắm vệ sinh. Năn yếu bản nào nấy nhìn nữa rồi, có phần Ninh. Cô đang hóa vàng nha, hóa vàng để được giờ đổ cái nóc ấy. Từ 5 giờ sáng rồi, bây giờ đến 7 giờ mới được giờ. Cuối cùng cũng đã xong nha. Cái nóc đổ đã xong rồi. À, gian rộng, lòng rộng. Cái truyền đoạn có sảnh. Đổ đã xong hết rồi, bàn giao lại cho anh Hải nhà chủ. Anh em lên hàng đi Ninh Bình nhá. Đồ lên máy là từ Thái Nguyên đi Ninh Bình đây. Hẹn gặp lại các bác và các bạn ở cái công trình tiếp theo nhá. Mời các bác theo dõi công trình tiếp theo em làm ở Ninh Bình này.